Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Dũng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. À, chào anh Dũng. À, chào Tuấn. Chào tất cả các anh em. Hôm nay mình tiếp tục mình cũng quay clip để giới thiệu và giao lưu với các anh em ha, một số mai vàng, trong đó có 3 cái mai tàn, còn lại là khoảng 5 cái mai phôi. Mong anh em ủng hộ và liên hệ qua số điện thoại là 07 8683 8683. Địa chỉ của mình là vẫn ở chỗ cũ, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre. Rồi. Rồi sau đây chúng ta sẽ vào cây số 1 luôn mấy nè. Cây số 1. Ê quý vị. Khá là cao ha, tay cành thì cũng đẹp nè. Này cao khoảng nhiêu á anh Dũng? Cao. Này chắc hơn 2,5 m mấy nè. Rồi hơn 2,5 m nha quý vị. Tay cành đẹp ha, gióc độc luôn ha, cành chia đẹp quá quý vị. Rồi kéo rạ xuống nha quý vị ơi, thân lắc ha. Rồi thoát thân nha, như anh Dũng. Dạ. Tới mặt rễ nha mình em, 49. Rồi 49, thân lắc lượng ha. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi mình đo ngay cái eo trước đi mấy anh em tham khảo nha. Này mình cũng đo đại. Ở đây là 39 nè. Rồi. Rồi xê xuống chút xíu nha mấy anh em. Cụ rễ ha. Đây nè. Cụ rễ đi. Đo cụ rễ. Nói đi. Chung đo vậy đó anh em tính sao tính. Rồi, đo vậy đó là 45. Rồi, nè. Rồi. Đó. Đó mình đi vòng bộ đế nè quý vị. Đây quýp ha. Đế này nói chung là nó mấy tầng nữa anh em, nó dưới còn để bự bự không nè. Còn cần rễ để bự hả? Không. Cây này rễ dưới lắm. Cây này mình giao lưu nhiêu anh? 35 triệu. Ship sao? Tất cả đều ship 200 cây hết mấy anh em. Bao ship 200 km nha quý vị. Cây này mã số 1 nha. Tay cành quá xa đẹp luôn ha. Anh em nào mà hả, ví dụ trong quá trình mình xem không kỹ, có thể là mình liên hệ các bạn Zalo qua số điện thoại mình vừa nêu, rồi chúng ta có thể là chụp hình để cho anh em xem kỹ hơn. Rồi mình đi lại phía sau quý vị ơi, này mã số 1 nha quý vị. Rồi mã số 2. Rồi cây này mã số 2 mấy anh em. Cây này dáng bay. Rồi dáng bay. Cho nó có cốt trực, cho cái cốt trực với cho cành bay luôn anh. Tới 80 89. Rồi, cành bay anh. Cành bay là 88. Rồi 88 ha, tính cành bay không có gì đây. Cành bay đây có gì. Ha. Đường thân đó quý vị. Cây này mau chơi về vô là mình bẻ chơi luôn nha mấy anh em. Có cốt trực đây nè. Quay luôn đi, quay vòng nha. Đường vòng cho quý vị thấy đường thân của nó ha. Thấy không? Anh tém lên nó thấy à. Nè, thấy không? Rồi. Đây là thân cái cành bay nè. Có đây có lắc đây nè. Này lắc, lắc đây rồi cái ha. Lắc này. Rồi cho cái hoành lên giống ơi. Rồi mình đo tại vị trí này nha mấy anh em. Tại vị trí này là 50 hả? Giữ rồi đó, đó là 50 quý vị. Rồi đây là 50 nha mấy anh em. Cao xíu thì xem nhiêu. Rồi. Rồi đây đi ha. Rồi đó đây. Cho xe lên đây. Ủa đây cũng tới 47,5 rồi, 48 luôn ha. To chứ. Rồi giao luôn mấy anh em là 4 triệu ha. Bao ship 200 km hết nha quý vị. Rồi mã số 2 nha quý vị. Rồi qua mã số 3 quý vị ơi. Rồi nói cây số 1 bông đẹp lắm. Ê, giờ thì nói cũng được. Cây số 1 bông đẹp ha anh.
Rồi cái này mã số 3 nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn anh ơi. Rồi 64. Rồi 64 ha. Cắt gấp hết trơn ha. Cho luôn đi. Rồi quan. Rồi tại chỗ này nha mấy anh em. 38 ha. 38 rưỡi tính 38 đi. Rồi, tại chỗ đó. Quý vị để đều hết. Cái này bông đẹp nữa nào, bông chùm. Chùm. Ừ, giống chùm. Rồi để cũng đều quá ha. Rồi, cái này giao luôn nhiêu anh? Cái này giao luôn mấy anh em là 2.8 triệu. Rồi 2.8 triệu. Cho mấy anh em coi nhựa lên để anh em chắc ăn. Kéo nhựa ha, trên đầu ha. Chắc ăn luôn. Rồi cái mã số 4 nha quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn anh Dục. Chiều cao là 97. Rồi cao 97 ha. Đường thân hơi lắc nhẹ đó ha. Ừ. Tại cành bự lắm nè. Cành bự bự không ha. Hoành luôn đi. Hoành luôn. Rồi mình đo tại vị trí này nha mấy anh em. 45 ha. Tại vị trí này nha mấy anh em. Rồi. Đo sen chút xíu lên đi. Bật cao trên thì. Đây đây đi ha. Đây là 41. Rồi. Để chẳng con này bự bự ha. Hết sức rồi con nào nó to to không quý vị. Tại cành thử bao nhiêu. Tại cành nhất nhiêu anh? 24. 24. À, để chịu nó trước đây quá xá luôn ha. Để cái này cái tật gửi đi. À cái này giao luôn nhiêu anh? À này giao luôn mấy anh em là 3.5 triệu. Rồi 3.5 triệu. 1 2 3 4. Rồi này tới mã số 5. Năm đây quý vị. Cao luôn đi. 112. Rồi 112. Đây đường thân cũng rất là hay quý vị ha, lắc lượng đẹp ha. À. Rồi hoành luôn. Rồi mình đo tại vị trí này nha mấy anh em. 51 rưỡi tới 51 ha. 51 ha. Rồi, để luôn quý vị ơi. Cái này bảo hàng mấy anh em sống khỏe nha. À. Giáp là thấy rễ chia đều quý vị. Không thiếu mặt nào luôn ha. Rồi, đường thân cũng thấy rất là hay đây ha. À. Cái này giao luôn nhiêu đây anh? 6.5 triệu. 6.5 triệu. Đẹp hơn không? Thì mình cắt đó cho quý vị cắt lại ha. Cắt lại hay là thích để ở cái kiểu này thì để luôn. Ừ. Có nhiều cái đường cắt đó. Lắc 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 còn trên nữa quý vị. À, nhiều anh nói sao? 6.5 triệu. 6.5 triệu. Rồi mình qua cây tiếp theo anh. Đây cây tiếp theo cây này đi. Cái này để mình đi qua anh kia. Mai tàng nhớ anh em, cái này là nhà nói mai dảo nè. Mai dảo hả anh? Nhà nói mai dảo mà thấy chắc dảo quá, thấy bông cũng bự không, lá bành bành không ạ? Lá to ha. Lá lên bạc bài. Rồi cái thằng con do cao mấy mét Dũng? Bao nhiêu? Em được 3 mét không? Không tới 3 mét. Đó chừng mét mấy ở trên nữa à? Đó đó. Khoảng 2m7 nha anh ơi. Ờ, đó đi. Tính 2.5 đi cho nó dễ. Ờ, 2.5 đi ha. Rồi, tán ngang. Tán ngang tính hơn 2m đi. Ừ. Hơn 2m đi quý vị. 2.5 á, tính 2m thôi. Đường thân đó quý vị. Cái lá này. Ghê lá to ghê ha. Bông bự bự không nè, có bông mà tại do mình bứng héo rồi không có quay bông được. Không quay được. À, do cái gì ai cho cái thoát thân anh Dũng ơi. Rồi 50 chốc luôn, thoát thân 50 hoành luôn.
độ 2-3 chỗ đi cho anh em tham khảo. Độ cao ở trên đó. Độ 2-3 chỗ đi anh em tham khảo. Ở đây là gần 53. Gần 53. Xe xuống chút xíu nha mấy anh em, đo ngay đây thôi. Bao nhiêu? 57. Đo ngay đây là 57 nha mấy anh em. Dạ cũng sẵn sàng cái đàn nghe. Rồi để đây quý vị, để điều quá, cộng chẳng không to nè. To ha. Đo thử cho mấy anh em coi thử cộng thôi nha mấy anh em. Tới 12 nè. Đây nữa nè, còn đây nữa nè nghe nè. Nè. Dính liền bể luôn. Để điều hết, để bự. À, cái này cho luôn nhiêu anh Dũng? À, 13 triệu, xíu 200 cây luôn mấy anh em. 13 triệu quý vị ơi. Đựng cây mai đế cũng đẹp mà hoành to luôn ha. Ừ. 3 triệu à. Chắc cũng dễ chơi ha. Thì ship cũng nhiều lắm anh em ơi. Giờ rồi, tiếp cây nào nữa anh? Hết trơn. Mã số mấy nhớ không anh? Mấy rồi, để cây 1 2 3 4 5 cây này số 6 ha. 6. Rồi này mã số 6 nha quý vị, cây này. Rồi tiếp tục. Mấy cái này nó muốn lên sụ gì cục cục gì. Này mã số 7 ha. 7. Rồi số 7 với số 6 tông tàn giống nhau quá. Nhau. Thằng dù. Chủ à. Tròn. Hai cái này chung chủ. Rồi cao y cỡ cỡ như cây số 6 rồi đó, hơn 2,5 mét. Cây này thì cái tàn nó tròn hơn với nó có cốt rõ ràng hơn ha, tán ngang nó tính khoảng 2 mét đi ha anh. Chắc ha, cây này thì có cốt một cốt rõ ràng đó. Thần cốt nó quý vị. Rõ ràng trên lên trên luôn ha. Rồi cho ta thoát thân anh Dũng ơi. Thoát thân, cái này chơi dùng ngon ha. Rồi 94. Rồi 94 ha. Đi xem kỹ tay cạnh đó ha. Thoát thân 94. Hoành cũng khá to. Hai cây này hụ rễ nhìn cũng giống rồi nè, da cũng giống rồi nè, chung chủ mà. Này rễ dưới đó đặt hết rồi, đều hết rồi. Mình đo tại vị trí này một cái nha mấy anh em. Ở đây là 50 nè. Rồi đúng 50 ha. Ừ, thêm chút xíu cho anh em tham khảo đi ha. Rồi, cây này, này là cổ nở. Rễ, cổ rễ nha quý vị, cổ rễ nở là mình đo anh em tham khảo thôi nha. 57 ha. 57 là. Rồi. Ở cây này nên nó nở bể lên. Cũng đều hết trơn ha. Rồi cái này vô luôn nhiêu anh? 8,5 triệu anh em. Mấy? 8,5 triệu. 8,5 triệu quý vị ơi. Bán giá mềm cho anh em. Rồi. Bao ship cho quý vị luôn 200 km luôn. Mọi tiền ship em muốn hết tiền. Này số 8 rồi ha. 3. Rồi số 9 đâu anh? Đây. Cái mai bự này hả? Rồi số 9 là cây mai bự. Đây em đi. Mai tàn cao lắm nha mấy anh em. Rồi để em đi ra quên, đây. Bữa quên đó hút nhiều ta. Quá sắc cao. Cái này có cái cây sào. Đây có cái sào chọn chút xíu, tôi lấy sào liền. Quay máy đâu? Rồi quý vị ơi, cây này cái cây mà anh Dũng đang cầm thì là 4 mét nha quý vị. Rồi nếu tính chót lên trên kia thì chắc cũng tầm 5 mét. À, rồi tán ngang cũng rộng thênh thang luôn ha. Đâu nên anh cầm này để ngang của anh Dũng. Rồi tán ngang chắc hơn. Tán ngang. Quá sát rộng luôn. Đó cái gì? Cái này mà xà ngang cái nữa còn 8 mét á. Này mà kéo ngang nữa chắc giữ nữa. Tàn nó đang hứng lên ha. Cái này tại bữa bó nó ship vô. Một cốt luôn ha. Quá xá luôn. Rộng thênh thang luôn. À, anh vô anh đứng anh giang tay ra anh Dũng. Đó. Không nhất gì hết. Hết sức cái tàn ha, so với anh Dũng là anh cái tàn nó quá xá bự luôn. Giang tay anh Dũng cũng rộng lắm á. Cốt luôn ha. Cốt giót nhỏ lên luôn nè. Rồi từ xuống nè quý vị. Tại cành từ xuống nè. Tại cành cũng đặt hết trơn ha. Bên đây cành nhiều quá, qua bên đây là nhìn thấy nó cành có tích, nhìn thấy nó rõ. Rồi cho em thoát thân Dũng ơi. Nhiều anh? 40. Thoát thân 40. Quý vị mình xem lại cái đường thân với tay cành đoạn này nha quý vị.
Ó, này vô đây bắn cao lên thì thấy hơi bị tối so với nãy đứng xa ngoài kia ha. Đó. Vô hoành luôn. Cá to. To ạ. Rồi mình đo tại vị trí này nha mấy anh. Rồi cách câu rễ khoảng vài phân là 59 gần 60 luôn. Tí nữa xong rồi. Tí nữa xong rồi ha. Chí xíu. Rồi anh đo cái cổ rễ thôi chắc là xong mấy luôn ha. Rồi xong mấy rồi đo cổ rễ này. Hạ xuống cổ rễ luôn. Nhiều. Rồi hạ xuống cổ rễ là 66 nha quý vị. À để quý vị. Cái này là rễ đều mà do bự không mà mình không dám móc xuống cho mấy anh em hơi hơi cho mấy anh em coi nè. Rễ nó bự lắm. Cái này có con rễ vàng vàng đó nó bự lắm nè. Mình không có dám móc tại cây này quá trời cái tàn. Để vậy cho chắc mấy anh em. Nở bự rễ. Rễ bự không. Chẳng chẳng. Đó, cái này cho luôn như anh. 60 triệu. 60 triệu quý vị, bao ship 200 km. Mấy anh em 200 cây này chắc đi cẩu á mấy anh em. Đó. Nếu anh em vô lưu được phải đi cẩu. Đi cẩu nha quý vị. Cẩu thì tốn tiền dữ lắm ạ. À. Hết sức cái tàn của vậy. Cái này mà để đặt là... Dũng ơi, vô cái cây giăng tay lại giúp em anh Dũng ơi. Đó cái gì? Còn chi nhây. À. Rồi cái này cũng là cây cuối clip ha anh. Cuối clip. Rồi. Thì cái này cũng là cây cuối rồi quý vị ơi. Anh nhớ cây này số mấy không anh Dũng? Cây này chắc số 8 qua. Không phải đâu, số 9 qua. 2 3 4 5 6 7 8. Số 9 là gì anh ơi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hả? À, 8. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị cái thích cái nào cứ alo anh Dũng ha. Thì số điện thoại của anh Dũng thì ở trên tiêu đề đó quý vị. Rồi, quý vị nào xem mà chưa có bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi, xin chào và hẹn quý vị clip sau nha.